Thông qua trailer này của Yamaha thì chúng ta có thể biết được rằng là với một thông điệp Yamaha muốn gửi gắm chính là mẫu xe Exciter 155 VVA này sẽ là mẫu xe mạnh nhất ở phân khúc 150cc. Và lý do vì sao lại như vậy thì các bạn sẽ cùng mình tìm hiểu ở cái video này nha. Là mẫu xe này sẽ là một mẫu xe mạnh nhất phân khúc thì các bạn sẽ cùng xem lại clip này. Ride the next level. Rồi và các bạn vừa xem qua cái đoạn trailer của Yamaha thì mình sẽ tua chậm lại nha. Mình sẽ đưa những ý kiến rằng là vì sao Yamaha lại muốn gửi thông điệp là mẫu xe mạnh nhất ở phân khúc 150cc. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy là sẽ có một người cầm cung tên và được bắn đi với ám chỉ là mẫu xe Exciter 155 thì sẽ rất là mạnh và nhanh như mũi tên này nha các bạn. Và tiếp theo chính là đoạn cung tên này được bắn đi và sẽ nổ tung và ám chỉ rằng là Exciter 155 sẽ phá vỡ mọi kỷ lục về cái phân khúc 150 trước đây nha các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy nhá. Và sau khi nổ tung thì chúng ta sẽ thấy là sẽ xuất hiện trên clip là cái gấp xe của R1 cho các bạn. Và chắc chắn rằng là ngày 29 tháng 12 này sẽ không ra mắt mẫu xe R1 nha các bạn. Mà cái nội dung của clip này muốn gửi đến chính là mẫu xe Exciter 155 VVA này sẽ rất là nhanh và mạnh và có thể là được ví như là mẫu xe R1 cho các bạn. Nhắc đến mẫu xe R1 với lại mẫu xe R6 thì các bạn cũng đã biết là về cái tốc độ cũng như là về mã lực của hai chiếc xe này là hai mẫu xe đình đám tốc độ của Yamaha các bạn. Nên là Yamaha muốn ví rằng mẫu xe Exciter 155 VVA này sẽ là một mẫu xe mạnh nhất ở phân khúc 150cc và có một cái tên gọi khác nữa là tiểu R1 để ví như chúng ta có thể hiểu được rằng là mẫu xe này sẽ rất là mạnh và được mệnh danh là mạnh nhất ở phân khúc 150cc nha các bạn. Còn đây là một đoạn clip mẫu xe Exciter 155 VVA được chạy thử bên đường phố của Malaysia nha các bạn. Và thông qua clip này thì chúng ta có thể thấy là đây sẽ là một clip có thể nói là rõ ràng nhất về cái phần đầu xe cũng như là về phần mặt nạ của chiếc xe nha các bạn. Nó giống y với cái trailer của Yamaha Motor Việt Nam vừa mới đưa vào ngày hôm qua. Nên là mình sẽ tua rất là chậm cái clip này để cho tất cả các bạn có thể nhìn được rằng là sẽ có một cái giải đèn đề mi ở phía bên dưới. Nó giống với cái đề mi mà được lộ diện nha các bạn. Và cái phần đèn ở phía trên thì nó sẽ có 3 khoang và theo mình suy đoán thôi nhá, là nó sẽ có cốt pha ở bên trên luôn và bên dưới chỉ có đèn đề mi thôi nha các bạn. Đó chỉ là suy đoán thôi nha các bạn. Và cũng có nhiều nhận định cho rằng là cái đèn pha sẽ được di chuyển xuống phía dưới đấy các bạn, giống với lại mẫu xe Winner X. Nhưng mà thông qua hình ảnh này chúng ta có thể thấy là rõ ràng là ở phần bên trên sẽ là đầu đèn nha các bạn, cũng như là hình ảnh lộ diện thực tế về phần đầu đèn. Còn lại cái phần ở bên dưới mình nghĩ chỉ là đèn định vị nha các bạn. Đó thì những cái thông tin này thì nó sẽ rõ ràng vào ngày 29 thì mình sẽ cố gắng cập nhật để cho tất cả các bạn cùng tham khảo nha. Và mẫu xe này các bạn có thể thấy này, nó đã được thay đổi hoàn toàn về thiết kế cũng như là kiểu dáng chiếc xe nha các bạn. Và đặc biệt là mẫu xe này thì sẽ được trang bị cái khối động cơ của mẫu xe R15V3, nên là mới có cái trailer là tiểu R1 cho các bạn. Bởi vì là nó được bê nguyên cục máy của R15V3 qua và sẽ được trang bị cái hộp số là 6 cấp cho các bạn. Và có trang bị cái nồi chống trượt slipper grout với lại cái hệ thống van biến thiên VVA giúp chiếc xe này sẽ tăng tốc rất là mạnh ở nước đề và nước hậu luôn nha. Đây các bạn, đây chính là về phần đầu đèn của xe các bạn, với đây là giải đèn đề mi. Nói chung là tất cả sẽ được rõ ràng. Rồi chúng ta sẽ cùng xem lại cái đoạn trailer này một đoạn rồi mình sẽ phân tích tiếp nha. Ride the next level. Và tiếp theo chính là cái thông điệp là bom tấn đến từ Đông Nam Á, có nghĩa là mẫu xe này sẽ được ra mắt đầu tiên tại thị trường Việt Nam đó các bạn. Đó thì khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam sẽ ra mắt đầu tiên và sau đó thì có thể là sẽ có các nước còn lại như là bên Malaysia hay là Indo. Và sự kiện của Yamaha Motor Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 29 là sẽ ra mắt mẫu xe này là họp báo online nha các bạn. Nên là có thể là sẽ không được tham dự và cái sẽ giới hạn cái số lượng khách mời. Còn đây là clip mà mẫu xe này chạy thử bên đường phố của Malaysia nha các bạn. Mình đã đăng tải rất là nhiều lần rồi và tuy nhiên thì hình ảnh này thì vẫn chỉ là quay lại phía sau thôi. Và cái ngày họp báo 29 tháng 12 sẽ chính thức là ra mắt xe luôn nha các bạn. Đó thì ngày 29 tháng 12 sẽ ra mắt siêu phẩm Exciter 155 VVA luôn chứ không phải là họp báo nha các bạn. Và sẽ ra mắt vào hồi 7 giờ tối. Và mình sẽ cố gắng cập nhật những cái thông tin mới nhất để đưa cho tất cả các bạn có thể tham khảo thông qua clip của mình nha. Và bây giờ thì các bạn sẽ không phải nghi ngờ nha các bạn. Chính mẫu xe tiểu R1 thì chính là mẫu xe Exciter 155 thì sẽ được ra mắt vào ngày 29 tháng 12 nha các bạn, chứ không phải là một mẫu xe sport hay là mẫu xe nào khác nha. Đó chỉ là một cái trailer là bên Yamaha ví rằng là mẫu xe Exciter 155 thì sẽ mạnh mẽ và nhanh giống như các mẫu xe đàn anh như là mẫu xe R1 nha các bạn. Đó thì các bạn có thể hiểu được rằng là mình đã phân tích rất là kỹ ở cái video này rồi để các bạn khỏi phải thắc mắc rằng là ngày đó sẽ ra mắt mẫu xe nào nha các bạn.
thì ngày đó chỉ ra mắt một mẫu xe duy nhất, chính là siêu phẩm Exciter 135 mà thôi. Nên là các bạn sẽ cùng hóng vào hôm 29 tháng 12 nha. Hôm đó thì tầm 7 giờ tối thì sẽ livestream trực tiếp, nên là mình cố gắng sẽ cập nhật những cái thông tin mới nhất để đưa lên cho tất cả các bạn có thể tham khảo thông qua clip của mình nha.